Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh và làm việc với các thành viên sáng lập của trung tâm. Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh là một phần trong mạng lưới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, là trung tâm thứ hai tại Đông Nam Á. Trung tâm là thành quả hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đặc biệt là sự quan tâm, thúc đẩy của Thủ tướng Phạm Minh Chính và giáo sư Klaus Schwab, chủ tịch sáng lập diễn đàn. Tại cuộc làm việc với Thủ tướng, bà Kiva Ogut, đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ trung tâm phát triển, trong đó sẽ kết nối trung tâm với 18 trung tâm khác trên toàn thế giới. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch tập đoàn Sovico cho biết, với vai trò là thành viên sáng lập trung tâm, Sovico cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các dự án công nghệ cao, hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế, góp phần xây dựng nền kinh tế tri thức. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh thành phố Hồ Chí Minh đã nhận nhiệm vụ thành lập trung tâm, triển khai nhanh với sáng kiến hợp tác công tư. Thủ tướng nhấn mạnh 6 ý nghĩa của việc ra đời trung tâm, đó là cụ thể hóa thực hiện chủ trương đường lối của Đảng về ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu khách quan của thực tiễn phát triển của đất nước, góp phần vào hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tham gia cách mạng công nghiệp 4.0. Việc thành lập trung tâm cũng thể hiện vai trò tiên phong của thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện khát vọng, sứ mệnh và khẳng định bản lĩnh trí tuệ, năng động, sáng tạo của Việt Nam, khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện và có kết quả, sản phẩm cụ thể. Thời gian tới, để trung tâm hoạt động hiệu quả, Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của chính phủ, các bộ, ngành là phải định hướng, xây dựng thể chế và có chính sách ưu tiên phù hợp. Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện về cơ sở vật chất, cơ chế hoạt động của trung tâm nhanh chóng, thuận lợi. Các doanh nghiệp, các nhà sáng lập hỗ trợ về nguồn lực tài chính, hạ tầng, nhân lực, quản trị. Còn trung tâm cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo. Tôi gửi gắm trung tâm này 20 chữ thôi. Thứ nhất là tiên phong. Cái thứ hai là hợp tác. Cái thứ ba là kết nối. Cái thứ tư là số hóa. Cái thứ năm là xanh hóa. Cái thứ sáu là thiết thực. Cái thứ bảy là hiệu quả. Cái thứ tám là lan tỏa. Cái thứ chín là vì nước. Cái thứ mười là vì dân. 20 chữ.